tên bài giảng Việc thiện dưới đất, kho báu thiên thượng mãi mãi. Y giới thiệu. A. Chuẩn bị. Tầm quan trọng của việc tốt trong đức tin của chúng ta. Chào buổi sáng anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta tụ tập để khám phá một khía cạnh cơ bản của đức tin Công giáo, tầm quan trọng của những việc làm tốt trong hành trình hướng tới kho báu thiên đàng. B. Khái niệm kho báu trên trời trong thần học Công giáo. Trong chiều sâu của thần học Công giáo, chúng ta tìm thấy khái niệm đẹp đẽ về kho báu trên trời. Những kho báu này không phải là của cải vật chất mà là sự giàu có về mặt tinh thần, những phần thưởng và phước lành mà chúng ta tích trữ cho mình trên thiên đàng. C. Tuyên bố luận điểm. Khám phá những việc làm tốt ở trần thế của chúng ta dẫn đến phần thưởng thiên đàng theo giáo lý Công giáo như thế nào. Khi đi sâu vào bài giảng này, chúng ta sẽ làm sáng tỏ mối liên hệ sâu sắc giữa những việc làm tốt đẹp trên đất của chúng ta và những kho báu trên trời đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình của mình. 2. Việc tốt trần thế. A. Định nghĩa việc lành trong thần học Công giáo. Việc tốt, theo đức tin Công giáo của chúng ta, là những hành động yêu thương, tử tế và vị tha. Chúng là những biểu hiện hữu hình về đức tin của chúng ta và là phương tiện để chúng ta mang tình yêu của Thiên Chúa đến với thế giới. B. Tấm gương việc tốt trong đời sống hàng ngày. Những việc làm này có thể có nhiều hình thức, cho kẻ đói ăn, cho kẻ rách rưới quần áo, an ủi kẻ đau khổ, v.v. Đó là những hành động hàng ngày phản ánh những lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô. C. Vai trò của lòng bác ái, lòng nhân ái và lòng vị tha. Lòng bác ái, lòng tốt và lòng vị tha là nền tảng của những việc làm tốt. Họ xuất phát từ một trái tim được tình yêu Thiên Chúa biến đổi, tìm cách phục vụ người khác như Chúa Kitô đã phục vụ chúng ta. 3. Kho báu thiên đường. A. Tìm hiểu khái niệm báu vật trên trời. Kho báu trên trời không bị rỉ sét, mục nát hay trộm cắp. Chúng là những phần thưởng vĩnh cửu, được tích trữ cho chúng ta trên thiên đàng, và chúng phản ánh sự phong phú khôn lường của ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. B. Kinh Thánh đề cập đến phần thưởng trên trời, Matthew 6:20, Matthew 19:21. Chính Chúa Giêsu của chúng ta đã nói về kho báu trên trời. Trong Matthew 6:20, Ngài phán: "Hãy tích trữ của cải ở trên trời cho mình." Và trong Matthew 19:21, Ngài kêu gọi chúng ta bán tài sản của mình và bố thí cho người nghèo để được của cải trên thiên đàng. C. Bản chất vĩnh cửu của kho báu trên trời. Không giống như của cải trần gian có thể hao mòn, kho báu trên trời của chúng ta là vĩnh cửu. Chúng là những phần thưởng sẽ đi cùng chúng ta vào cõi vĩnh hằng. 4. Mối liên hệ giữa việc làm trần thế và phần thưởng trên trời. A. Khám phá học thuyết công đức của Công giáo. Trong thần học Công giáo, những việc tốt của chúng ta không chỉ mang tính biểu tượng, họ có công đức thực sự. Nhờ ân sủng của Chúa, hành động của chúng ta trở thành phương tiện nhận được phước lành của Ngài. B. Các bí tích và vai trò của chúng trong việc tích lũy kho tàng trên trời.
các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và hòa giải, đóng một vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới kho báu thiên đàng của chúng ta. Chúng củng cố và thanh lọc chúng ta, giúp chúng ta thực hiện những việc tốt với tâm hồn trong sáng. C. Các việc bác ái và ý nghĩa của chúng. Những việc làm của lòng thương xót về thể chất và tinh thần là những kim chỉ nam trên con đường làm việc thiện của chúng ta. Chúng nhắc nhở chúng ta về những cách thực tế mà chúng ta có thể phục vụ người lân cận và lớn lên trong sự thánh thiện. V. Những thử thách và cám dỗ. A. Nhận biết những thách thức khi làm điều tốt trong một thế giới đầy cám dỗ. Không có gì bí mật khi sống một cuộc sống có những việc tốt có thể là một thử thách. Thế giới của chúng ta thường đầy rẫy những phiền nhiễu và cám dỗ kéo chúng ta ra khỏi lời kêu gọi yêu thương và phục vụ. B. Tội lỗi có thể ảnh hưởng thế nào đến việc tích lũy của cải trên trời của chúng ta? Tội lỗi có thể cản trở hành trình hướng tới kho báu thiên đàng của chúng ta. Nó tạo ra những rào cản giữa chúng ta và Chúa, khiến việc tìm kiếm sự hòa giải và ăn năn là điều cần thiết. C. Chiến lược vượt qua những trở ngại để làm việc tốt. Khi đối mặt với những thách thức này, chúng ta sẽ khám phá các chiến lược để vượt qua chúng. Cộng đồng đức tin của chúng ta và sự phân định trong cầu nguyện có thể giúp chúng ta tiếp tục đi trên con đường làm việc thiện. 6. Dụ ngôn và lời dạy của Chúa Giê. A. Phân tích các dụ ngôn và lời dạy của Chúa Giê liên quan đến việc làm trần thế và phần thưởng trên trời. Chúa Giê của chúng ta thường dùng dụ ngôn để minh họa mối liên hệ giữa việc làm trần thế và phần thưởng trên trời. Những câu chuyện này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về đức tin của chúng ta. B. Bài học từ dụ ngôn những ta lân, Matthew 25, 14, 30 và người Samari nhân lành, Luca 10, 25, 37. Dụ ngôn về những ta lân dạy chúng ta tầm quan trọng của việc sử dụng những ân tứ và ta lân của mình để làm vinh danh Thiên Chúa. Người Samaritan nhân hậu minh họa tình yêu và lòng trắc ẩn dẫn đến kho báu trên trời như thế nào? C. Áp dụng những lời dạy này vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ kết thúc bằng cách khám phá cách áp dụng những lời dạy này vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta, lấy cảm hứng từ những tấm gương của chính Chúa Giê-xu. 7. Các thánh là gương mẫu. A. Xem xét cuộc đời các vị thánh công giáo và việc làm tốt mẫu mực của các vị. Trong suốt lịch sử, cuộc đời của các vị thánh công giáo đã tỏa sáng rực rỡ như những dấu hiệu của những việc tốt. Họ phục vụ như những hình mẫu truyền cảm hứng về sự thánh thiện và tình yêu vị tha. B. Học từ gương của các vị thánh như Thánh Francisco Assisi, Thánh Teresa Calcutta và các vị khác. Hãy xem cuộc đời của Thánh Francisco Assisi, người ông lấy sự nghèo khó và chăm sóc những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, và Thánh Teresa Calcutta, người đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Những vị thánh này nhắc nhở chúng ta về sức mạnh biến đổi của những việc làm tốt. C. Những việc làm trần thế của họ đã dẫn đến kho báu trên trời như thế nào? Các vị thánh, nhờ đức tin kiên định và hành động vị tha,
đã tích lũy được kho báu thiên đàng dồi dào. Cuộc sống của họ chứng minh rằng chúng ta cũng có thể theo bước chân của họ. 8. Sống một cuộc đời có những việc làm tốt. A. Các bước thiết thực để áp dụng những việc làm tốt vào cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng khám phá những bước thực tế mà chúng ta có thể thực hiện để kết hợp những việc tốt vào thói quen hàng ngày của mình. Những hành động tử tế nhỏ được thực hiện một cách nhất quán có thể có tác động sâu sắc. B. Tìm kiếm cơ hội phục vụ và từ thiện. Cơ hội để làm những việc tốt có rất nhiều trong cộng đồng của chúng ta. Bằng cách tích cực tìm cách phục vụ, chúng ta có thể mang tình yêu thương của Đấng Christ đến cho những người cần nó nhất. C. Tác động của sự tham gia của cộng đồng và giáo xứ. Cộng đồng đức tin của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và khuyến khích những việc làm tốt của chúng ta. Sự tham gia tích cực vào giáo xứ của chúng tôi sẽ củng cố khả năng của chúng tôi trong việc tạo ra sự khác biệt tích cực. 9. Đau khổ và hy sinh. A. Hiểu vai trò của đau khổ và hy sinh trong thần học Công giáo. Đau khổ và hy sinh là điều không thể thiếu trong hành trình đức tin của chúng ta. Chúng kết hợp chúng ta với sự hy sinh của chính Chúa Kitô trên thập giá và có thể được coi là những hành động yêu thương khi được đón nhận bằng đức tin. B. Việc chịu đựng thử thách có thể góp phần vào kho báu trên trời như thế nào? Khi chúng ta chịu đựng thử thách với lòng kiên nhẫn và đức tin, chúng ta kết hợp nỗi đau khổ của mình với nỗi đau cứu chuộc của Chúa Kitô. Sự kết hợp này có thể giúp chúng ta kiếm được kho báu thiên đường và mang lại niềm an ủi cho người khác. C. Gương hy sinh của Chúa Kitô trên thập giá. Mẫu gương tuyệt vời nhất về sự hy sinh được tìm thấy nơi việc Chúa Kitô bị đóng đinh. Hành động vị tha của Ngài đã bảo đảm sự cứu rỗi của chúng ta và mở ra cánh cửa kho báu trên trời cho tất cả những ai tin tưởng. Ít phần thưởng tối thượng. Sự sống đời đời. A. Suy ngẫm về lời hứa về sự sống đời đời trên thiên đàng. Lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đàng là đỉnh cao của hành trình đức tin của chúng ta. Đó là phần thưởng cuối cùng cho những việc làm tốt đẹp trên đất và niềm tin vững chắc của chúng ta vào Chúa. B. Niềm vui được kết hợp với Thiên Chúa. Trên thiên đàng, chúng ta sẽ trải nghiệm niềm vui được ở trong sự hiện diện vĩnh cửu của chính Đức Chúa Trời. Đó là một niềm vui không thể đo lường được, một tình yêu vượt quá sự hiểu biết. C. Niềm hy vọng nâng đỡ chúng ta trong cuộc hành trình trần thế. Niềm hy vọng về sự sống đời đời nâng đỡ chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế. Nó cho chúng ta sức mạnh để kiên trì làm những việc tốt, biết rằng những nỗ lực của chúng ta không phải là vô ích. 11. Phần kết luận. A. Tóm tắt những điểm chính của bài giảng. Hôm nay, chúng ta đã hành trình qua mối liên hệ sâu sắc giữa những việc làm tốt đẹp trần thế của chúng ta và những kho báu trên trời đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta đã thấy đức tin kêu gọi chúng ta thực hiện những hành động yêu thương, tử tế và vị tha như thế nào. B. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tốt và kho báu trên trời trong đức tin Công giáo. Việc tốt không chỉ đơn thuần là tùy chọn,
Họ là trung tâm của đức tin công giáo của chúng tôi. Chúng là phương tiện để chúng ta mang tình yêu của Chúa Kitô vào thế giới và tích trữ kho báu trên trời. C. Khuyến khích cộng đoàn sống nhân đức và yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta hãy rời khỏi đây hôm nay với một cam kết đổi mới để sống cuộc sống nhân đức và yêu thương, biết rằng mọi việc tốt, mọi hành động yêu thương là một bước gần hơn đến phần thưởng vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã hứa với chúng ta. 12. Lời cầu nguyện và phép lành kết thúc. A. Lời cầu nguyện để được hướng dẫn và sức mạnh để sống một cuộc đời làm việc thiện. Chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và sức mạnh để sống một cuộc đời tràn đầy những việc làm tốt lành. Xin giúp chúng con trở thành khí cụ của tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong thế giới này. Ước gì những hành động trần thế của chúng ta mang lại vinh quang cho danh Chúa và tích trữ kho báu trên trời cho đến đời đời. B. Chúc lành cho cộng đoàn và cầu xin ơn Chúa. Khi chúng ta kết thúc, xin Chúa ban phước lành và gìn giữ các bạn. Xin dung nhan Ngài chiếu sáng trên các bạn và xin ân sủng và sự bình an của Ngài tràn ngập tâm hồn các bạn. Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn các anh chị em thân mến đã tham gia cùng tôi trong cuộc hành trình ngày hôm nay. Hãy tiến bước trong đức tin và ước gì những việc làm tốt lành của bạn sẽ là nguồn kho tàng thiên đàng cho đến muôn đời. Amen.